Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Giờ đây, trong phân khúc piano, trang bị MIDI Bluetooth đã trở nên đa dạng nhưng không kém phần sôi động. Không ngoài xu hướng đó, Gutman đã ra mắt piano điện Gutman KS7S Bluetooth. Trong video lần này, mời các bạn đóng gói đàn piano KS7S Bluetooth được Minh Phụng Music chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi vận chuyển đến trung tâm âm nhạc tại Nhà Bè. Mời anh em vào trong, cùng nhân viên bên mình mang đàn ra nhé. Nhân vật chính đây rồi. Thùng KS7S Bluetooth đàn có khối lượng 46kg nên dễ dàng mang vác vận chuyển với hai bạn. Anh em cùng ngắm nhìn các nhạc cụ đang được trưng bày khác nhé. Tất cả nhạc cụ đều trong trạng thái hoàn hảo để khách hàng có được trải nghiệm tuyệt vời nhất. Các bạn có thể thấy xung quanh là khu vực treo guitar, còn có những cây organ nhạc Gutman và các mẫu piano cơ. Tiếp tục chuẩn bị phụ kiện đầy đủ thôi. Minh Phụng Music đem đến khách hàng quà tặng hấp dẫn khi mua đàn chính là dây MIDI kết nối và ghế piano cao cấp, đem đến cảm giác ngồi thoải mái khi chơi. Piano KS7S Bluetooth có các bộ phận trong thùng rất quen thuộc, gồm thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Gutman trang bị trên đàn những thế mạnh nào gửi đến khách hàng? Hãy tìm hiểu cùng mình nhé. KS7S Bluetooth trang bị bàn phím 88 phím, 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, cùng thư viện âm nhạc khổng lồ với nhiều nâng cấp, đá âm 192 polyphony, số lượng bài hát siêu ấn tượng với 100 bài, 30 âm sắc, đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Chức năng trên KS7S gồm đếm nhịp với metronome, Split Mode chia bàn phím, Twin Nova trộn tiếng, Change Mode tăng giảm tông, kết nối nhiều cổng âm thanh chất lượng, cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, khả năng kết nối không dây qua các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây phải dùng để kết nối với đàn. Khi mua KS7S Bluetooth, Minh Phụng Music sẽ đem đến bạn chế độ bảo hành với nhiều quyền lợi hấp dẫn như bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Anh em tiếp tục cuốn đàn thôi. Đàn được cuốn ni lông thành nhiều lớp để tránh chảy xước trong khi tim vận chuyển, cũng như chống ẩm ướt do trời mưa. Bước cuốn băng keo cuối cùng để chắc chắn hàng được cố định lớp ni lông không bị bong chóc. Vậy là buổi chuẩn bị đàn đã hoàn tất. Với KS7S Bluetooth, bạn sẽ chơi nhạc với nhiều phong cách khác nhau, mang đến những làn gió mới cho người chơi. Xe đến rồi, các bạn theo tim mang đàn lên xe nhé. Khi nhân viên đang từ từ mang đàn ra bên ngoài, cửa xe đã được bác tài mở sẵn và bác cũng vui vẻ phụ đẩy đàn vào, giúp cho việc đem đàn vào trong xe được thuận lợi. Vậy là buổi chuẩn bị piano đến với lớp nhạc đã diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.